chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước tình hình hàng phế liệu tồn cảng tại Hải Phòng và Cát Lái có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Hiệp hội Nhựa Việt Nam vừa tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này. Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho rằng việc có gần 5.000 container phế liệu không ai nhận ở thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ những điểm không hợp lý trong quy định hiện hành, phản ứng đột ngột của cơ quan hải quan và chi phí lưu container quá cao. Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam khẳng định, ngành nhựa là một trong những ngành năng động và tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Trong 10 năm qua, với mức tăng trưởng từ 15 đến 20% mỗi năm, nhưng phải nhập khẩu đến 80% lượng nguyên liệu. Ngành nhựa cũng kiến nghị chính phủ cần hỗ trợ ổn định cho việc nhập khẩu nhựa phế liệu để các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu giá thành thấp. Hiện các đối tác có công nghệ tái chế nhựa phế liệu tiên tiến như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đang chờ đợi để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài sẽ đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa thành phẩm và nhựa kỹ thuật cao tại Việt Nam, tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước lớn mạnh.